À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị khoang kiên Này mình xin phép được trên tay bạn tủ an toàn sinh học ha KKBSC02 của Katech khoang kiên sản xuất xuất xứ Việt Nam Thì cái sản phẩm này có vật liệu chế tạo là vỏ bằng thép tấm dày 1.2mm và sơn tính điện Khay mặt bàn làm việc là chế tạo bằng inox 304 và dày 1.2 Cửa kính cường lực giấy 8 mm và chắn tiêu về thiết kế với bánh xe để chúng ta dễ di chuyển ha. Kích thước của sản phẩm này là 900 x 800 và cao cả với bộ đế à bộ chân di chuyển với bánh xe là 1 m 750 ha. Rất là tốt. Quạt thổi là xài công suất là 220V, công suất 180W, phin lọc H3 750 x 360 x 70 và model là UJ2, hãng sản xuất là VLE Filter về đèn e filter và cấp độ N1822 cũng như là H14 hiệu suất trung bình là 99.995% bao gồm là COCW được sản xuất bởi công ty Khang Kiên và phiên lọc mà H3 500 x 200 x 70 mm Ultra V2 và hãng sản xuất là V về air e filter cấp độ là N1822 H14 hiệu suất trung bình là 99.995 bao gồm là COCQ thì Khang Kiên có dịch vụ cũng như là kiểm định hiệu chuẩn sản phẩm tủ an toàn sinh học cấp 2 cho quý anh chị và các bạn. Nếu chúng ta có phòng khám hay phòng xét nghiệm nhỏ với nhu cầu thực tế thì chúng ta có thể đặt hàng tại công ty Khang Kiên, website là khangkien.com.vn, số điện thoại 0936620757 thì sẽ được tư vấn trực tiếp đến quý anh chị và các bạn về sản phẩm tủ an toàn sinh học với hệ thống đèn UV cũng như là đèn chiếu sáng bằng led với những công tác phim bấm kích hoạt quạt cũng như là quạt UV đơn giản hơn và có độ bền cao so hơn với các cái sản phẩm màn hình cảm ứng ha thì nó rất dễ bị lỗi cũng như là khó sử dụng rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cái video tiếp theo.